Kính thưa quý vị và anh chị em, việc phát hiện thi hài không phân hủy của Thánh Teresa thành Avila đã một lần nữa làm sống dậy sự kính ngưỡng đối với cuộc đời đầy phi thường của vị thánh này. Ngài sinh năm 1515 tại Tây Ban Nha, trong một thời kỳ đầy biến động về chính trị, xã hội và tôn giáo. Thánh Teresa từ một thiếu nữ nổi loạn đã trở thành một trong những nhà thần bí vĩ đại nhất của giáo hội Công giáo, Thánh Teresa thành Avila, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515 trong một gia đình quý tộc ở Avila, Tây Ban Nha, trong bối cảnh đất nước đang chứng kiến những thay đổi sâu rộng về chính trị, xã hội và tôn giáo. Đó là thời kỳ mà châu Âu bắt đầu khám phá các lục địa mới và sự khám phá của Christopher Columbus chỉ cách đó hai thập kỷ. Sự xuất hiện cải cách tin lành cũng đã tạo ra những biến động lớn trong đời sống tôn giáo của châu Âu. Sinh ra hai năm trước khi cải cách tin lành bắt đầu và qua đời hai thập kỷ sau, sau khi công đồng Trento kết thúc, cuộc đời của Teresa bị bao trùm bởi những biến đổi sâu rộng của thế giới công giáo. Cha của Teresa là một người đàn ông trung thực và có đạo đức, nhưng cực kỳ nghiêm khắc trong khi mẹ ngài người ít nghiêm khắc hơn lại bị mắc kẹt giữa hai quan điểm trái ngược nhau về cách nuôi dạy con cái teresa bị mắc kẹt giữa sự nghiêm khắc của cha và sự thoải mái hơn của mẹ thường xuyên cảm thấy mình làm điều sai trái khi còn là một đứa trẻ ngài đã thể hiện sự nhiệt thành tôn giáo mãnh liệt khi thuyết phục anh trai mình cùng ngài đến gặp người hồi giáo để xin tử đạo vì tình yêu thiên chúa Mặc dù bị ngăn cản bởi người chú, sự việc này cho thấy một tâm hồn đầy nhiệt huyết và sẵn sàng đối mặt với thử thách từ rất sớm. Trong những năm tháng thiếu niên, Teresa có những mối quan tâm khá bình thường đối với một cô gái trẻ, thích các chàng trai, quan tâm đến quần áo, tán tỉnh và thể hiện sự nổi loạn. Nhận thấy con gái mình có dấu hiệu mất kiểm soát, cha ngài đã gửi ngài vào tu viện ở tuổi 16 ban đầu teresa không hài lòng với cuộc sống tu viện nhưng dần dần cuộc sống đó đã thấm vào lòng ngài ngài nhận ra tu viện ít nghiêm khắc hơn cha mình và từ đó ngài bắt đầu tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong tình yêu thiên chúa tuy nhiên việc cầu nguyện không phải là điều đến với teresa một cách dễ dàng ngài cảm thấy rằng trí tưởng tượng của mình quá mờ nhạt và không thể nghĩ ra những suy tư thần học sâu sắc. Ngài từng thừa nhận <laughs> Ngài từng thừa nhận rằng ngài phải cố gắng hết sức để giữ Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong tâm trí của mình. Điều này trở thành một cuộc chiến nội tâm kéo dài bởi môi trường trong tu viện không phải lúc nào cũng thánh thiện. Nhiều phụ nữ trong tu viện không có ơn gọi tu trì thực sự mà chỉ bị gia đình gửi đến đó. Kết quả là, môi trường tu viện trở nên ít nghiêm trang với những bữa tiệc và cuộc nói chuyện phù phiếm, khiến Teresa khó lòng tập trung vào việc cầu nguyện. Một biến cố lớn đã xảy ra khi Teresa mắc bệnh sốt rét và bị liệt trong 3 năm. Trong thời gian này, ngài cảm thấy mình là một tội nhân không đáng yêu và từ chối cầu nguyện, tự nhận mình là một người tồi tệ. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khiêm nhường giả tạo. Sau này khi nhìn lại, Teresa đã nhận ra rằng cầu nguyện không chỉ là hành động của lời nói mà còn là hành động của tình yêu. Dù bị phân tâm bởi bệnh tật, tất cả những gì cần thiết là ý chí để yêu Thiên Chúa. Ở tuổi 41, nhờ sự động viên của một linh mục, Teresa quyết định cầu nguyện nghiêm túc trở lại. Ban đầu ngài cảm thấy khó khăn và bị phân tâm, nhưng dần dần ngài bắt đầu trải nghiệm niềm vui thiên liên sâu sắc thậm chí ngài đã có những trải nghiệm thần bí mạnh mẽ đến mức ngài bắt đầu bay lên không trung những nữ tu khác phải ngồi lên ngài để giữ ngài ở trên mặt đất mặc dù những hiện tượng này thu hút sự chú ý của công chúng teresa xem chúng như là những thử thách mà thiên chúa đặt ra để giúp ngài duy trì con đường đúng đắn trong hai năm tiếp theo Teresa quyết tâm cải cách dòng các minh đặc biệt là việc trở lại với cuộc sống đơn giản nghèo khó và dành cho cầu nguyện tuy nhiên nỗ lực của ngài gặp nhiều trở ngại ngài bị chỉ trích từ bục giảng bị đe dọa bởi tòa án dị giáo và thậm chí bị dân làng khởi kiện khi ngài đề xuất xây dựng một tu viện mới nhưng với lòng tin tuyệt đối vào thiên chúa Teresa không chùn bước Ngài tin vào lao động thay vì xin sỏ và cho rằng sự vâng lời hiệu quả hơn là đền tội. Ngài tiếp tục công việc cải cách của mình bất chấp mọi khó khăn. Dưới sự vâng lời, Teresa bắt đầu viết cuốn sách về cuộc đời mình. Nhưng Ngài luôn lo ngại rằng tòa án dị giáo có thể loại bỏ tất cả nếu Ngài quá mạnh mẽ trong lập luận của mình. Vì vậy, Ngài thường chèn vào những câu như Nhưng tôi biết gì đâu, tôi chỉ là một người phụ nữ khốn khổ. Tuy nhiên, những nỗ lực của Ngài không dừng lại ở việc viết sách. Ở tuổi 51, Ngài đã sáng lập thêm nhiều tu viện mới, bất chấp sự phản đối từ cả giáo hội và xã hội. Cuối cùng, Teresa đã thành lập dòng các minh nhạc phép, được gọi như vậy vì họ chỉ đi chân trần hoặc mang dép. Dòng tu này thực hành sự khổ hạnh nghiêm ngặt nhằm phục vụ Thiên Chúa. Teresa không chỉ trở thành một biểu tượng của đời sống tu trì mà còn là một nhà thần bí và tác giả có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Những tác phẩm của Ngài như Đường Hoàn Thiện và Lâu Đài Nội Tâm đã trở thành những kinh điển trong văn học công giáo. Đức Giáo Hoàng Benito thứ 16 đã tóm tắt cuộc đời của Thánh Teresa Avila một cách đầy xúc động. Thánh Teresa của Chúa Giêsu là một người thầy chân chính về đời sống tô hữu cho các tín hữu của mọi thời đại. Xin gương mẫu của thánh nữ người chiêm niệm sâu sắc và hoạt động hiệu quả thúc đẩy chúng ta mỗi ngày dành thời gian đúng đắn cho việc cầu nguyện, tìm kiếm tình bạn của Ngài và nhờ đó tìm được sự sống đích thực. Kính thưa quý vị và anh chị em, cuộc đời của thánh Teresa thành Avila là một hành trình đầy thử thách và cống hiến từ một thiếu nữ nổi loạn đến một nữ tu khổ hạnh và một nhà cải cách vĩ đại. Di sản của ngài không chỉ nằm trong những tu viện và dòng tu mà ngài đã thành lập, mà còn là những tác phẩm tâm linh sâu sắc mà ngài để lại cho nhân loại. Teresa đã sống một cuộc đời cống hiến cho tình yêu Thiên Chúa và công cuộc cải cách và qua đó, ngài đã để lại một dấu ấn không phai mờ trong lịch sử giáo hội Công giáo.